Trong không khí phấn khởi của ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, sáng nay trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh đã tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023-2024. Những thành tích đạt được chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò của trường trong thời gian qua. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 1 vừa qua, tỉnh Đồng Nai có 90 học sinh lớp 11 và lớp 12 dự thi ở 9 bộ môn. Kết quả toàn tỉnh có 59 học sinh đoạt giải, tăng 24 giải so với năm học 2022-2024. Trong đó, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh xuất sắc đoạt 56 giải, gồm 14 giải nhì, 20 giải ba và 22 giải khuyến khích. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh cũng chiếm 438 giải, trong đó có 24 giải nhất. Riêng cuộc thi khoa học kỹ thuật, trường đạt 9 giải. Để có được thành quả đáng ghi nhận này, trong thời gian vừa qua, các thầy cô giáo, các em học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh đã nỗ lực không ngừng, dành nhiều thời gian, tâm sức tìm tòi, tập trung ôn luyện. Khi em đạt được cái kết quả này thì nó như là một sự ghi nhận đối với những cái quá trình nỗ lực của em. Và trong cái quá trình học đội tuyển thì tụi em đã nghiêm túc và thực hiện những cái bài giảng và bài tập yêu cầu của giáo viên. Bên cạnh đó thì trong quá trình học đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thì cái năng lượng tự học của em cần rất là lớn. Thì tụi em đã chủ động tiếp thu kiến thức và em nghĩ rằng là cái danh hiệu này sẽ ghi dấu cho cái quá trình và cho cái bước trưởng thành của tụi em. Và sau này tụi em có thể có kinh nghiệm và có nhiều cái vốn sống hơn nữa. Để đạt được nhiều quốc gia thì đầu tiên là mình cần phải biết kiến thức về nhiều phần, về nhiều mảng rất, vì môn tin nó có rất là nhiều phần kiến thức khác nhau. Và một phần nữa là mình phải biết làm bài một cách kỹ càng. Dạ, tại vì đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tin thì đề nó chia ra thành rất là nhiều phần và nó rất là dài và mình rất khó để mình có thể làm kịp hết được ạ. Luôn ý thức và trách nhiệm là nơi tìm kiếm, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian vừa qua, tập thể sư phạm trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Đặc biệt không chỉ trong vai trò hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, nhiều thầy cô của trường còn truyền ngọn lửa đam mê học tập cho các thế hệ học trò. Nhờ đó khơi dậy được tinh thần tự học mạnh mẽ nơi các em. Về phía giáo viên ấy, thì chúng mình cũng cần một số cái yếu tố. Thứ nhất là mình phải tìm hiểu kỹ các cái thông tin về cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia này, ví dụ mức độ đề thi rồi trọng tâm kiến thức. Cái thứ hai là mình phải truyền cho học sinh được cái sự đam mê về cái môn học, tại vì cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là một cái kỳ thi khó và các bạn không đam mê mà chúng ta học theo kiểu ép buộc thì nó rất là khó đạt được tới cái thành tích cao. Thứ ba là cái công tác tuyển chọn, là chúng ta phải phát hiện được những bạn có năng khiếu ở cái môn học này. Cùng tại buổi lễ, 438 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các nhóm học sinh đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh cũng được tuyên dương khen thưởng. Những thành quả đạt được ngày hôm nay chính là bước ngoặt tiếp tục mở ra cánh cửa của tri thức, đam mê, nhiệt huyết và sáng tạo cho các em học sinh trong hành trình tiếp theo dưới sự hướng dẫn, truyền cảm hứng của các thầy cô giáo. Đồng thời sẽ là động lực để các gương mặt xuất sắc này tiếp tục nỗ lực, rèn luyện trở thành những công dân tài năng có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước trong tương lai.